Nguyễn Tiến Dũng xin gửi lời chào đến với quý vị khán giả của Trust Media Network và Nguyễn Tiến Dũng Show, thưa quý vị. Dạ, Nam Quang xin kính chào quý vị, chào người partner của Nam Quang ở đây, anh Người Nguyễn nhiều Tiến Dũng. chuyện nhất boy fan Xin không? vâng, thưa quý vị khán giả, quý vị biết rồi, Tết, ngày Tết của truyền của Việt Nam của chúng ta sẽ không có còn xa nữa, thưa quý vị. Chưa đầy một tháng nữa, thưa quý vị, là ngày 22 tây tháng 1 thì sẽ có cái cuộc diễn hành Tết do thành phố Westminster ở California tổ chức. Thì chúng tôi rất là hân hạnh là mời được anh thị trưởng của thành phố Westminster là anh Chí Charlie Nguyễn tham gia với lại chúng tôi trong cái chương trình ngày hôm nay để anh trình bày cho quý vị khán giả của chúng ta, cho đồng hương của chúng ta ở khắp nơi trên thế giới cũng giống như là ở thành phố Westminster và các vùng phụ cận về những cái thông tin sắp tới mà liên quan đến diễn hành Tết mà chúng ta cần phải biết. Thì xin quý vị đón chào ông tân thị trưởng của thành phố Westminster của chúng ta, anh Chí Charlie Nguyễn. Xin chào anh. Xin chào anh Chí. Dạ, hân hạnh gặp anh. Anh Anh thấy hôm Tiến nay Dũng. anh vinh dự lắm không vậy? Dạ vâng, vinh dự lắm. Anh ngồi được chính giữa hai ông phó đó, thấy không Dạ chị? dạ dạ Chỉ đúng mình anh vậy. là trưởng thôi đó. Anh Là là thị phó trưởng gì thôi. không? Này phó thị trưởng. À. Này phó thường dân. À, dạ Vinh dự chưa? Vinh dự vinh dự, vinh dự quá, quá vinh dự rồi. Dạ. Dạ vâng, thưa quý vị, anh Charlie Nguyễn Mạnh Chí mà Tiến Dũng đi đâu chúng vậy? tôi trên giấy tờ gọi là Chí Charlie Nguyễn, mà trên cái phiếu bầu của quý vị cũng là Chí Charlie Nguyễn, sẽ gửi đến quý vị những cái thông tin cần thiết mà liên quan đến cuộc diễn hành Tết vào ngày mùng 1 Tết, phải không anh? Dạ đúng rồi, là Mùng Tết. 1 Tết. Dạ. Năm Quang có in sẵn ra cho anh những Dạ vâng. cái thông tin đây Dạ nếu như vâng. mà anh cần dùng. Dạ vâng, dạ vâng, dạ có. Vâng, thưa quý vị, tại sao lý do chúng tôi mời anh thị trưởng của thành phố Charlie Nguyễn Mạnh Chí ở thành phố Westminster tới đây để trình bày cho quý vị là tại vì anh không những ở trong cái cương vị là thị trưởng của thành phố mà anh còn là ở trong cái ủy ban điều hành cho cái diễn hành Tết, phải không thưa anh? Dạ vâng. Dạ. Có anh và cô nghị viên Amy Phan West là hai người chính ở trong cái ủy ban điều hành diễn hành Tết, thành ra anh là cái người mà nắm vững hết tất cả những cái chi tiết về cái cuộc diễn hành Tết sắp sửa xảy ra. Thưa anh, xin mời anh. Dạ vâng, lời đầu chúng tôi xin được chào hai vị phó. Yeah. Và xin được kính chào toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình của anh Tiến Dũng cũng như là của anh Nam Quan Trust Media Network. Vâng, chúng tôi rất hân hạnh được ngồi chung với lại hai vị ngày hôm nay để thưa chuyện với quý vị về cái diễn hành Tết Quý Mão năm 2023 trên đại lộ Bô Sa Trần Hưng Đạo, và diễn ra đúng ngày 1 Tết là ngày 22 tháng 1 tới đây. Thưa với quý vị, lời đầu thì chúng tôi xin được nói ngay là kính mời quý vị, toàn thể quý vị ở khắp nơi về tham dự cái diễn hành Tết này, và bên cạnh đó thì quý vị cũng sẽ được tham dự cái buổi cái đại xin lỗi cái hội chợ Tết của giám sát viên Andrew Đỗ nằm trên Miles Square Park, và trong những cái ngày đó thì quý vị sẽ hưởng được những cái tràng pháo rất là dài khắp nơi trên đại lộ Bô Sa Trần Hưng Đạo. Cho nên thưa với quý vị, chúng tôi nói ngay là mời kính mời quý vị hãy bớt chút thời giờ để đưa gia đình về đây để tham dự cái diễn hành Tết năm 2023 này. Dạ. Vâng, thưa anh, nếu mà bây giờ cái diễn hành Tết này nó có gì đặc biệt thưa anh? Dạ vâng, trong cái diễn hành Tết này thưa với quý vị thấy rằng là năm nay đó thì là thành phố đứng ra tổ chức. Và khi mà thành phố đứng ra tổ chức thì nói trắng ra là trong cái thời gian của chúng ta rất là hạn hẹp, mà quý vị thấy rằng năm nay Tết á, thì nó xảy ra vào tháng 1, hơi quá giữa tháng 1 một chút xíu, thường thường thì nó xảy ra vào trong tháng 2 nhưng mà năm nay thì nó vào tháng 1 cho nên cái thời gian nó hơi gấp rút một chút xíu. Thứ nhất là chúng tôi thấy rằng là những năm trước, ngoại trừ là những năm Covid mà thôi, thì là chúng ta có những cái tổ chức ở bên ngoài, có nghĩa là có những đơn vị họ đứng ra họ tổ chức, họ có nộp đơn vào cho thành phố, nhưng mà năm nay trong thời gian nó rất ngắn ngắn hạn như vậy, và có rất nhiều cái sự kiện nó xảy ra trong thành phố, như là
quý vị thấy rằng là vừa xong thì cũng là cái cuộc bầu cử, và ở đây chúng ta có phó thị trưởng Nam Quan Nguyễn, và cá nhân chúng tôi cũng là đắc cử trong kỳ vừa qua, với sự thương mến của cư dân của thành phố Westminster cũng như là của cộng đồng Việt Nam của chúng ta khắp nơi đã vận động cho chúng tôi. Thì quý vị thấy rằng là nó rất là nhiều việc nó tới tấp trong cái kỳ vừa qua, và khi mà chúng ta không có cái tổ chức nào để nộp đơn thì chúng tôi thấy rằng là đó là một cái sự mà cần phải thành phố phải đứng ra để mà tổ chức, bởi vì đây đó là một cái truyền thống mà Tết mà chúng ta có hàng năm là diễn hành Tết trên đại lộ Mô Sa, mà năm nay chúng ta không có thì cái chuyện đó nó không thể nào xảy ra được. Chính vì như vậy mà cá nhân chúng tôi cũng như là các đồng viên của chúng tôi đã cố gắng thực hiện để cái việc này cho chúng ta có được cái diễn hành Tết vào năm Quý Mão 2023 này. Chính vì như vậy mà cái sự cố gắng của anh em chúng tôi để mà tranh đấu có được cái diễn hành Tết năm nay, với cái sự mà công tác của các nhân viên của thành phố, và đồng thời trong một thời gian ngắn như vậy, cho nên chúng tôi xin quý vị hãy cố gắng làm sao để chúng ta tham dự cái chương trình này thật là đông. Cái chuyện cố gắng của chúng tôi là một chuyện, phải là của nhân viên là một chuyện, nhưng mà cái sự tham dự của quý vị nó quan trọng hơn là những cái việc mà chúng tôi có thể chuẩn bị được. Anh có thể trình bày sơ qua về những cái thuận lợi và những cái khó khăn khi mà anh là người mình coi như là trưởng ban tổ chức của cái diễn hành Tết này đi. Dạ vâng, như quý vị biết rằng là khi mà gọi là tranh đấu để chúng ta có một cái diễn hành Tết trong một thời gian ngắn như vậy, nó cũng phải là rất là phức tạp để chúng ta có thể thực hiện một cái cuộc diễn hành. Và tuy nhiên, thưa với quý vị, trong thành phố các nhân viên mà cho dù là các đơn vị trước kia đã đứng ra tổ chức, nhưng mà thành phố lúc nào cũng là bên cạnh phải tổ chức, phải lo về vấn đề an toàn, phải lo về vấn đề đóng đường, phải lo về vấn đề an ninh, tất cả những cái điều đó thành phố lúc nào cũng phải đi sát bên cái tổ chức, cho dù là tổ chức đó là một đơn vị vô vụ lợi hay là non-profit organization. Thưa với quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục, cho nên qua cái sự mà làm việc đó thì các nhân viên họ cũng rất là quen thuộc với cái vấn đề mà tổ chức cho cái hội chợ Tết. Bên cạnh đó, cá nhân chúng tôi trước khi trở thành dân cử, chúng tôi cũng đã tổ chức những cái buổi mà gọi là diễn hành Tết như vậy. Đồng thời, trong năm 2019, chúng tôi cũng phụ với các anh em để mà đứng ra, mặc dù chúng tôi lúc bây giờ đã trở thành là dân cử, nhưng mà chúng tôi cũng đã đóng góp vào một cái phần rất là quan trọng ở trong đó để mà giúp cho chúng ta có một cái diễn hành Tết năm 2019. Rồi sau đó là chúng ta thấy là có COVID, và bị COVID chúng ta không tổ chức được. Nhưng mà thưa quý vị, 2019 chúng tôi đã nhìn thấy cái sự mà tham dự đông đảo của tất cả các nơi, nhờ các kênh YouTube của anh Tiến Dũng cũng như là của anh Nam Quan của bên nhiều cơ quan khác, dạ, anh Trần Nhật Phong, Trương Quốc Huy, rồi này kia, Uy Đức, đã phổ biến rất là, dạ đúng rồi, cáo dữ lắm, dạ tất cả các cơ quan truyền thông mà quý vị là những người mà họ nhìn thấy rằng đây là một cái văn hóa cổ truyền cũng như là cái văn hóa truyền thống mà chúng ta có được, cho nên là ai ai cũng thấy rằng đây là cái việc cần phải làm, cần phải tiếp tay và cần phải vận động để mà mời gọi tất cả những người. Bởi vì quý vị mà đến đây, tôi phải nói rằng một điều là quý vị tới đây, quý vị sẽ không thất vọng, là khi mà quý vị đã chuẩn bị cho gia đình một chuyến đi tới miền Nam California để ăn Tết, bởi vì gia đình quý vị sẽ được hưởng cái mùa xuân rất là vui vẻ. Bên cạnh đó, quý vị sẽ nghe được những tràng pháo rất là rộn ràng, mà quý vị thấy rằng là nếu mà quý vị có, cho dù quý vị có làm chuyến đi về Việt Nam chăng nữa, quý vị cũng không được nghe những cái tiếng pháo nổ mà có lẽ rằng ở nơi quý vị sẽ đã không có từ nhiều năm nay. Những quý vị nào mà năm 2019 hoặc những năm trước mà quý vị tới đây tham dự rồi đó, thì quý vị nên trở lại để mà chúng ta tham dự trong cái lần Tết này. Anh có hỏi về vấn đề khó khăn, thì vấn đề khó khăn ở đây đó là chúng tôi trong cái thời gian rất là ngắn để chuẩn bị, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là không có vấn đề gì, bởi vì chúng ta đã có kinh nghiệm để làm cái chuyện đó. Nó khó khăn thì nó khó khăn, thật khó khăn cho nhiều cái tổ chức là bởi vì thời gian quá ngắn để cho họ chuẩn bị, nhưng mà chúng tôi tin tưởng rằng các tổ chức của quý vị cũng sẽ gọi là đáp ứng được cái trong cái khoảng thời gian mà chúng ta có, cho nên chúng tôi cũng không có quan ngại về vấn đề đó. Cái vấn đề thứ hai là vấn đề tài chính. Tài chính thì thưa với quý vị, bình thường đó là các tổ chức ở bên ngoài khi mà họ tổ chức một cái cuộc
diễn hành như vậy, thì họ có cái thời gian để tổ chức những cái buổi mà gọi gây quỹ. Thì ở trong cộng đồng của chúng ta có rất nhiều người thành công, cho nên họ sẵn sàng để họ đóng góp vào một cái việc mà tổ chức ý nghĩa như vậy cho cộng đồng của chúng ta. Cho nên là trong những buổi tổ chức đó thì là chúng ta có một cái số tiền gọi là tạm thời đủ để mà có thể trang trải cho cái việc mà diễn hành Tết. Tuy nhiên năm nay bởi thời gian quá ngắn cho nên là thành phố đứng ra tổ chức thì thành phố sẽ ứng tiền ra trước cho một cái số tiền là 150.000 để mà chúng ta chuẩn bị cho cái diễn hành Tết. Tuy nhiên chúng ta biết rằng là đây là cái sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam của chúng ta, mà thành phố đứng ra tổ chức đó là một cái vinh dự cho cộng đồng của chúng ta, cho chúng ta. Bởi vì thành phố nhìn thấy được là cái tiềm năng cũng như là cái truyền thống mà của cộng đồng mình, cho nên họ sẵn sàng họ đứng ra tổ chức. Tuy nhiên cái số tiền mà ứng ra trước như vậy thì hy vọng rằng là cộng đồng Việt Nam của chúng ta cũng sẽ góp qua bằng nhiều phương thức khác nhau để chúng ta có thể bù đắp được cái số tiền đó mà chúng ta không phải sử dụng vào cái số tiền của thành phố. Bởi vì trong cái phiên họp vừa qua thì có một số cư dân của địa phương họ cũng có những cái điều lo lắng là tại sao chúng ta lấy cái tiền của thành phố để mà tổ chức cho cái diễn hành Tết của người Việt Nam, cho dù là cái diễn hành Tết đó của người Việt Nam, nhưng mà tổ chức một cái tổ chức rất là quan trọng trong năm của thành phố Westminster. Thì chúng tôi cũng như là cho dù là thành phố nhưng mà cũng như một tổ chức khác, chúng tôi kêu gọi cái sự đóng góp của những mạnh thường quân, của những người mà chúng ta thấy rằng tâm đó là, vâng, có thể đóng góp vào trong cái chương trình này để rồi chúng ta có cái quỹ để mà chúng ta trang trải cho những cái chi phí của tổ chức mà chúng ta không cần phải đụng tới cái số tiền của thành phố. Đó là cái điều mà chúng tôi mong mỏi ở tất cả quý vị là những người mà những năm vừa qua đã đứng ra để mà bảo trợ cho những cái chương trình mà diễn hành Tết, thì năm nay chúng tôi cũng kêu gọi quý vị hãy trở lại để mà đóng góp vào cái chương trình đó. Dĩ nhiên cái sự đóng góp của quý vị đó là thành phố sẽ có những cái chương trình mà gọi là đáp ứng tương xứng với lại cái sự đóng góp của quý vị, cho dù cái package, cái phần bảo trợ đó là 25.000 hay là 10.000, 7.500, 5.000, 2.500 cho xuống tới 1.000. Tất cả những cái package đó đều có những cái sự mà đáp ứng của thành phố cho tương xứng với cái sự mà đóng góp của quý vị. Tuy nhiên những cái package mà chúng tôi đưa ra đó 25.000, 10.000, 7.500, 5.000, 2.500, 1.000, thì thưa với quý vị, trong cái package mà lớn nhất là 25.000, nó gọi là title sponsor, thì chúng tôi chỉ nhận có 3 người mà thôi. Thành thử nếu mà các nhà mạnh thường quân hoặc là các vị mà muốn đóng góp với cái vai trò mà bảo trợ 25.000 title sponsor đó, thì là quý vị liên lạc về với chúng tôi càng sớm càng tốt, bởi vì chỉ có 3 người thôi. Còn 10.000 thì chúng ta sẽ có, chúng ta không có giới hạn, hay là những cái số tiền mà dưới đó chúng ta không giới hạn. Quý vị có thể coi vào trong cái trang nhà đó, trang nhà của thành phố Westminster, quý vị đánh vô Westminster, California, rồi nó sẽ dắt quý vị vào trong cái trang nhà đó, thì quý vị tải xuống cái đơn, rồi quý vị ghi điền cái đơn đó và gửi về. Và khi mà chúng tôi nhận được cái, hay là thành phố nhận được cái đơn đó, thì sẽ cứu xét cái đơn đó và đồng thời sẽ mời quý vị lại có những cái phiên họp để chúng ta thông qua những cái luật lệ. Cái điều mà chúng tôi phải nói rằng là kêu gọi quý vị là làm càng sớm càng tốt, bởi chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Quý vị thấy rằng là ngày 22 tháng 1 cũng sắp tới rồi. Cho nên những quý vị nào mà ở xa, hay là những đơn vị nào mà muốn tham dự, hay là tổ chức ở trong cộng đồng muốn tham dự, thì xin mau mắn để mà chúng ta dùng cái đơn này nộp vô. Xin quý vị là những người mà nghe qua cái chương trình này phổ biến cho những người quen biết của mình. Đặc biệt thưa anh Nam Quan cũng như là anh Tiến Dũng, là chúng ta cũng có những cái người ở đây họ có thể giúp cho làm cái xe hoa cho những cái tổ chức ở xa. Thí dụ quý vị ở bên Úc hay ở đâu đó, quý vị muốn có một cái xe hoa nói lên cái văn hóa ở tại Úc, hay là nói lên cái tổ chức của quý vị ở nơi đó, quý vị có thể liên lạc về với chúng tôi có thể giới thiệu cho quý vị những người mà họ có thể làm cái xe hoa cho quý vị theo cái nhìn, theo cái ý kiến của quý vị. Rồi thì quý vị có thể qua đây sớm hơn ít ngày, rồi quý vị coi lại, rồi chỉnh đốn lại làm sao sau đó cũng được. Cho nên việc đó có thể thực hiện được. Mà tôi nói như vậy là thưa với anh Tiến Dũng cũng như là anh Nam Quan, là bởi vì khi mà cái cuộc diễn hành Tết á, quý vị thấy rằng trong những năm vừa qua, nó không phải là chỉ tại miền Nam California đâu. Qua cái kênh của anh Tiến Dũng, qua cái kênh của anh Nam Quan, qua cái kênh của anh
Trần Nhật Phong, anh Huy Đức, rồi là anh Trương Quốc Huy và nhiều các cơ quan truyền thông nữa, thì nó đi khắp nơi trên toàn thế giới chứ không phải là chỉ ở nơi này. Cho nên khi mà quý vị tới tham dự cái diễn hành Tết này, coi như quý vị đang tham dự vào một cái chương trình gọi là lịch sử mà đi toàn thế giới. Xin trở lại với anh Đăng Quang khi nó có những câu hỏi nào khác nữa. Dạ vâng, thưa anh, thì ngoài những cái mình gọi là title sponsor rồi platinum sponsor đó, thì những cái cơ sở thương mại hoặc là những tổ chức mà họ muốn tham gia cái diễn hành Tết thì họ sẽ đăng ký như thế nào, họ sẽ ghi danh như thế nào thưa anh? Dạ vâng, như vừa xong chúng tôi có nói là quý vị vào trong trang nhà, nhất dễ nhất là quý vị vào trong trang nhà, quý vị tải xuống cái đơn đó. Nhưng mà có những người hoặc có những tổ chức không thể nào vào trong đó mà tải xuống được, thì quý vị có thể liên lạc về cái số điện thoại của ban tổ chức ấy, là cái số điện thoại 714 chắc mình đánh vào đây luôn 895 dạ 714-895-2860. Chúng tôi cũng có email nhưng mà đọc qua thì có thể là quý vị bắt được, hay là có thể khó với quý vị là tetparade@westminster-ca.gov. Anh đọc lại số phone này. Số phone 714-895-2860. Và quý vị gọi về số đó thì quý vị có thể, nếu mà ở gần đây thì quý vị có thể tới tòa thị chính Westminster, quý vị lấy đơn và nộp đơn tại đó. Hoặc là nếu mà quý vị ở xa, quý vị cũng có thể điền đơn xong và quý vị gửi về cho thành phố Westminster, thì chúng tôi sẽ có tìm cách để mà liên lạc với quý vị. Dĩ nhiên là cái số phone điện thoại mà quý vị mới liên lạc về đó là quý vị sẽ liên lạc về với nhân viên của thành phố Westminster. Dạ. Vâng, thưa anh dạ, Nam Quang. Nam Quang có để cái số phone ở phía trên màn hình đó nha quý vị nha. Nếu như quý vị có những cái thắc mắc gì hay là quý vị muốn liên lạc để ghi danh thì quý vị gọi số phone 714-895-2860 phải không thưa anh? Dạ vâng, đúng vậy. Vâng thưa anh, mình đi vô cái một trong những cái vấn đề. Cảm ơn anh Huy Đức. Nếu mới nhắc anh Huy Đức xong, quý anh Huy Đức cho lì xì 50, mà không biết 50 được mục đích gì. Anh Huy Đức cũng có lì xì 50 dạ, ở đây. Cảm ơn anh Huy Đức nha. Thưa quý vị, Tam Quang muốn đặt một cái câu hỏi rất là quan trọng đối với lại anh chị Charlie Nguyễn là thị trưởng của thành phố Westminster và cũng giống như là cũng ở trong ban tổ chức của diễn hành Tết. Thưa anh, gần đây có những cái thông tin mình gọi là muốn phá hoại cái diễn hành Tết, nó liên quan đến chuyện là có những cái tổ chức họ muốn là phá bỉnh bằng cách là họ sẽ đăng ký, họ muốn trưng bày cái lá cờ của Cộng sản Việt Nam trong cái diễn hành Tết, thì anh nghĩ là cái việc này thành phố sẽ đối phó như thế nào thưa anh? Dạ vâng, thưa quý vị, cho dù bất cứ tổ chức nào mà đứng là tổ chức thì chúng ta cũng đều có cái quy luật của cái tổ chức đó. Khi mà những người tham dự viên hay là thành phần tham dự trong cái event đó, hay là trong cái tổ chức đó, trong cái sự kiện đó, thì quý vị phải tuân theo cái quy định của cái ban tổ chức đưa ra. Thì thành phố Westminster cũng có cái quy định như vậy để mà gọi là đưa ra để cho tất cả những người mà muốn tham dự trong ngày hôm đó thì cũng phải đi theo. Tại vì nếu mà không có cái quy định hay là cái luật lệ đó thì nó trở thành bát nháo, nó không có thể mà gọi là quy củ được. Cái tổ chức nào cũng phải có những cái luật lệ đưa ra. Thành phố Westminster cũng không có ngoài cái mục đích đó. Và chúng tôi xin được thưa với quý vị rằng là cái ngày mà diễn hành Tết đây cũng như là ngày mùng 1 Tết là ngày vui của cộng đồng của chúng ta. Ngày đó nó thực hiện cái cuộc diễn hành rất là ý nghĩa cho những người tị nạn cộng sản của chúng ta ngay tại đây, mà cho cả khắp nơi trên toàn thế giới khi họ theo dõi cái chương trình mà diễn hành Tết như vậy. Chúng ta có cái cuộc diễn hành Tết bao nhiêu năm nay rồi, thì chúng tôi tin tưởng rằng là chúng ta, mọi người chúng ta cũng phải để ý tới cái vấn đề mà gọi là đó là ngày vui của chúng ta. Chúng ta không nên làm những cái điều mà nó đi trái ngược lại với cái ý nguyện của cộng đồng. Tôi nói là như vậy là bởi vì quý vị biết rằng là chắc chắn là sẽ có những cái sự mà gọi là phá bỉnh như là anh Nam Quan mới nói. Nhưng mà thưa với quý vị, nếu là những thành phần ghi danh tham dự thì quý vị phải ký tên trên những cái tờ đơn đó là quý vị tham dự theo và đi theo cái quy luật của thành phố. Và nếu mà quý vị đi theo cái quy luật của thành phố mà quý vị làm khác hơn thì quý vị phải chịu trách nhiệm cho tất cả những cái hậu quả xảy ra. Hậu quả ở đây tôi nói thưa với quý vị
cho dù là khi mà nó xảy ra cái chuyện gì đó mà cảnh sát phải 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 bắt tay vào, nhúng tay vào để mà giải quyết những vấn đề đó, nó có thể nó xảy tới cái vấn đề mà tiền bạc, và sau này họ sẽ bill tới những cái tổ chức đó. Tất cả những cái đó đều có trên cái tờ đơn mà khi mà quý vị điền ra và cam kết để mà tham dự. Còn nếu mà quý vị không 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 ký tên, không cam kết tham dự thì cái đó là cái việc của quý vị, cái không ai bắt buộc quý vị hết. Nhưng mà chúng tôi tin tưởng rằng là với cái sự mà phối hợp của an ninh của thành phố Westminster, thì ngày hôm đó chúng tôi tin tưởng rằng là nó sẽ xảy ra rất là tốt đẹp. Còn nếu mà có những cái sự phá bình đó thì sẽ có cái sự mà gọi là tiếp tay của cơ quan công lực để mà giải quyết những vấn đề đó ngay lập tức. Thưa với quý vị, chúng tôi tin tưởng là điều đó như vậy. Dạ vâng, xin cảm ơn ông thị trưởng thành phố Westminster là ông Chí Cho Lê Nguyễn đã nói rất là rõ để cho bà con cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở đây yên lòng. Tại vì hiện giờ Nam Quang biết rất là nhiều có những cái thông tin xấu được tung ra để làm cho bà con cũng giống như là ban tổ chức gần như là nao lòng, thưa quý vị. Thành ra bây giờ chúng ta được cái sự gọi là cam kết của ông thị trưởng Chí Cho Lê Nguyễn ở đây, thì thưa bà con của bác cũng như là khán giả là chúng ta sẽ an tâm để mà hưởng một cái cuộc diễn hành Tết rất rất là vui vào ngày 22 tây tháng 1. Vâng, thưa quý vị, Nam Quang cũng có vừa mới nhận được một cái nguồn tin từ anh Uy Nguyễn của hệ thống Teletron, thưa quý vị, là anh nói là ngoài cái việc mà tổ chức đốt pháo tưng bừng của thành phố trong những cái cuộc diễn hành Tết, thì là Teletron sau đó cũng tiếp tục đốt pháo mà cũng đốt pháo tưng bừng luôn. Thành ra quý vị cũng sẽ được hưởng những cái tiếng pháo mà như gần như là không có dứt vào cái ngày mùng 1 Tết, khi mà quý vị tham gia cái cuộc diễn hành Tết ở trên đại lộ Bô Sa, thưa quý vị, đại lộ Trần Hưng Đạo mà theo tiếng tiếng Việt Nam của chúng ta. Thì anh Chu Quốc Huy cũng có là đang chuẩn bị một cái cuộc diễn hành xe cổ từ xe lam tới xe gắn máy, và nhìn giống như là từ xe cổ từ thời mấy chục năm trước, cả trăm năm trước, rồi xong rồi bắt đầu là tới những cái xe hiện đại, thưa quý vị. Cái kế hoạch này nó quá lớn đi, thành ra Nam Quang sẽ không có đi vô chi tiết mà sẽ dành cái gọi là cái điều đặc biệt đó, cái điều ngạc nhiên đó cho những quý vị đem gia đình bà con tới xem cái ngày diễn hành Tết trực tiếp trên đại lộ Trần Hưng Đạo, Bô Sa, vào cái dịp Tết Nguyên Đán, vào ngày mùng 1 Tết của chúng ta. Thưa anh. Anh Nam Quan với anh Tiến Dũng cho chị được thưa một điểm là Vâng, xin mời anh. Dạ. anh Uy Nguyễn, rất là cảm ơn anh Uy Nguyễn là giám đốc của Telecom phải không Dạ, ạ? dạ vâng. Anh là một cái người mà đóng góp rất nhiều trong cái sinh hoạt của cộng đồng của chúng ta, và chúng tôi tin tưởng rằng là trong cái mùa Tết này, công ty Telecom cũng là nằm ngay trên đại lộ Bô Sa Trần Hưng Đạo. Dạ. Thì sau cái cuộc mà diễn hành Tết, là những cái tràng pháo của diễn hành Tết, thì chúng ta sẽ có những tràng pháo của bên Asia Mall, thưa quý vị, rồi thì Phước Lộc Thọ đó quý vị, Dạ rồi đúng thì rồi. chắc chắn là sẽ có những tràng pháo mà như vừa xong anh Nam Quan cũng có nói là ở ngay Telecom thì cũng không cách xa đó là bao nhiêu, ngay tại cái trên đại lộ Bô Sa Trần Hưng Đạo. Cho nên thưa với quý vị ở xa mà quý vị về tham dự đó, là quý vị sẽ được hưởng những tràng pháo đó, và quý vị ngay 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 ngày mùng 1 Tết quý vị sẽ nghe những tràng pháo ngay tại đại lộ Bô Sa Trần Hưng Đạo. Rồi bên cạnh đó thì còn nhiều nơi khác nữa, thưa với quý vị, chúng tôi không thể là nói hết được. Khi mà quý vị tới đây tham dự, quý vị mới biết được rằng là wow, tại sao chúng ta nhìn thấy rằng là có nhiều người họ để dành những cái tràng pháo đó cho cái ngày đầu năm như thế. Thì thưa với quý vị một lần nữa, chúng tôi hết lời để mà kính mời tất cả toàn thể quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị tổ chức, quý vị thuộc các thành phần quân đội. Ngày hôm đó chúng tôi biết được là chúng tôi đã liên lạc và có được cái sự mà tham dự của đoàn diễn hành quân lực Việt Nam Cộng hòa của chúng ta. Ngay trên đại lộ Bô Vậy Sa được cũng như ha, là tại có lấy. rất là hùng mạnh, và chúng tôi thấy rằng là đó là cái điều mà chúng tôi rất là vui khi mà được được cái sự nhận lời đó.
Mình chỉ Ngoài còn có ra, một tháng nữa thôi anh, không tới một tháng chưa tới nữa. một tháng à? Chưa tới một tháng nhưng Dạ. mà chúng ta đã được có cái sự mà tham dự của những cái tổ chức lớn cũng như là các cơ quan công quyền hoặc là những cái trường học ở đây á, họ đã ghi danh hết rồi. Dạ. Thành thử ra cho dù là Có cái lý quá thời gian rất là ngắn nhưng mà khi họ nghe thấy thành phố đứng ra tổ chức là họ tham gia liền. ha. À, thưa thưa quý vị, thật ra khi mà chúng tôi ở trong hội đồng thành phố, chúng tôi có một cái đề nghị mà thành lập cái ủy ban mà để mà oversight, là ủy ban để mà theo dõi và điều hành cái cuộc diễu hành Tết song song với lại cái sự hợp tác của thành phố đó, thưa quý vị, mà trong đó là anh thị trưởng chí Charlie Nguyễn và cô Amy Phan West là hai người chính ở trong cái ủy ban điều hành đó. Thì Năm Quang là cái người đề nghị thành lập ra cái ủy ban đó, tại vì thưa quý vị, Năm Quang biết rất là rõ trong cái thời gian mà hoạt động cùng với lại anh chí Charlie Nguyễn, là anh là một cái người có cái khả năng tổ chức và điều hành, mà mình nói là trong gần 30 năm nay rồi, gần như là không có một cái sự kiện nào mà anh tổ chức mà nó không thành công cả, thưa quý vị. Gần như là thành ra Nam Quang tin tưởng hết sức. Nam Quang nói là trong cái thời gian này, từ cái ngày mà mình bắt đầu, mình chính thức để công nhận là giao cho thành phố cái việc mà tổ chức đó, thưa quý vị, thì nó cái thời gian nó quá ngắn. Nếu như mà chỉ có staff của thành phố họ đứng ra tổ chức không, thì chúng tôi nghĩ là rất là khó khăn trong cái việc là tổ chức thành công một cái cuộc diễu hành Tết. Thành ra chúng tôi nhất định là phải có cái sự hợp tác và sự chỉ đạo của anh Charlie Mạnh Chí cũng giống như cô Amy Phan West để đẩy nhanh cái quá trình mà chuẩn bị diễu hành Tết này. Và cái suy nghĩ của chúng tôi nó không có sai, thưa quý vị, những được sự hợp tác rất là nhiệt tình của thành phố, và với cái sự chỉ đạo và cái gọi là cái khả năng và cái kinh nghiệm tổ chức của anh Charlie Mạnh Chí, thì hiện giờ là gần như là những cái khâu chuẩn bị của diễn hành Tết nó đã bắt đầu nó hình thành rồi, phải không anh? Giờ đang nó đã hình thành rồi, bây giờ chúng tôi đang đi vào cái chi tiết thôi. Và thưa với quý vị là chúng tôi học hỏi qua những cái lần mà tổ chức vừa qua, chương trình sẽ được bắt đầu rất là đúng giờ, cho nên ngày hôm đó chúng tôi xin được kêu mời tất cả quý vị ra sớm để chúng ta có thể hưởng trọn cái cuộc diễn hành trong ngày hôm đó, và chắc chắn rằng chúng ta sẽ tổ chức đúng giờ tại vì chúng ta đang làm việc trong cái cơ quan công quyền của thành phố, cho nên chúng ta không có thể nào mà nói rằng là chúng ta chậm trễ được, cho nên xin quý vị hãy chuẩn bị, và đặc biệt là quý vị ở xa, chúng tôi vẫn tiếp tục mời gọi những người ở xa. Cho nên, tuy là chúng tôi mời những người xa nhưng chúng tôi cũng không quên những người ở gần đây, các tổ chức ở gần đây. Chúng tôi xin được kêu gọi tất cả quý vị, nếu mà quý vị có những câu hỏi gì, quý vị cứ gọi về số điện thoại là 714-895-2860, 714-895-2860, hoặc là quý vị có thể tới cái tòa thị chính thành phố Westminster là 8200 đường Westminster Boulevard, thành phố Westminster, để quý vị có thể nhận đơn hoặc là nộp đơn ngay tại đó. Bây giờ quý vị có thể hỏi rằng là cái tốn kém là thế nào, thưa với quý vị, cái sự mà cái lệ phí mà đóng góp vào thì cũng như là một cái chút nào quý vị đóng góp vào trong cái công cuộc mà tổ chức rất là ý nghĩa này cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta mà thôi, chứ không phải là thành phố muốn lấy cái tiền đó để mà làm giàu đâu, thưa quý vị. Thì muốn làm sao để chúng ta có thể có được cái số tiền để mà trang trải cho những cái chi phí tổ chức. Thành thử ra nếu mà là những cái tổ chức mà non-profit, tất nhiên là vô vị lợi, thì quý vị ghi danh với tính cách là với cái số tiền lệ phí chỉ có 250 đồng mà thôi. Còn những cái tổ chức mà thương mại thì là 500 đồng. Nó cũng giống như là mọi năm, thật sự ra còn ít hơn những năm vừa qua khi mà những cái tổ chức bên ngoài tổ chức. Cho nên chúng tôi kêu gọi là các tổ chức, các đoàn thể, đặc biệt là những tổ chức mà đã đóng góp trong những kỳ vừa qua, hoặc là những mạnh thường quân đã ủng hộ trong những cái cuộc diễn hành Tết của những năm trước đây. Xin quý vị một lần nữa, chúng tôi tha thiết kêu mời quý vị, kính mời quý vị để mà đóng góp vào để chúng ta có cái số tiền đó trang trải cho cái chi phí, và đồng thời chúng ta nói lên cái cuộc tổ chức này nó có ý nghĩa cho chúng ta không chỉ năm nay mà nhiều năm tới nữa. Thưa tiện đây chúng tôi cũng thưa với anh Nam Quan và anh Tiến Dũng luôn là trong cái sự tổ chức của thành phố Westminster, chúng tôi cũng đã liên lạc với lại văn phòng giám sát viên Andrew Đỗ là cơ quan quận, cũng như là bên Midway City Sanitary District, để chúng tôi xin được cái sự hỗ trợ đó.
thì chúng tôi đã được cái sự đồng ý của bên bên văn phòng giám đốc, giám sát viên Andrew Đỗ, và sẽ giúp cho chúng tôi một cái phần như là partnership đó. Partnership có nghĩa là chúng ta cùng bắt tay với nhau để làm việc với nhau để mà thực hiện cái chương trình ý nghĩa này trên quận, tại vì quận cũng là lo cho cái thành phố Westminster, bao gồm thành phố Westminster, và họ cũng đã có nhà ý để mà đóng góp một số tiền cũng tương đối để mà chúng ta có thể chi phí cho cái tổ chức diễn hành Tết này. Cho nên thưa với quý vị, số tiền đó cộng với số tiền của chúng tôi liên lạc với lại bên Midway City, cũng là nơi mà chúng tôi đang làm việc, với lại cái lệ phí cũng như là cái sự bảo trợ của tất cả quý vị, chúng tôi tin tưởng rằng là chúng ta có thể không có lo về vấn đề tài chính. Mà dĩ nhiên chúng tôi nói là không lo là bởi vì chúng tôi tin tưởng vào cái sự mà đóng góp của các vị hảo tâm, các nhà hảo tâm cũng như là các vị mạnh thường quân. Cho nên một lần nữa chúng tôi vẫn kêu gọi cái sự đóng góp của quý vị. Nếu có được, quý vị cứ liên lạc về cái số điện thoại 714-895-2860. Nếu trong trường hợp nào mà bất đắc dĩ, chúng tôi tin tưởng là quý vị liên lạc về số đó trước, và nếu mà có những cái vấn đề gì, quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi ở số điện thoại là 714-576-4330. Dạ vâng, thưa với anh Nam Quang. Dạ vâng, rất là cảm ơn anh thị trưởng chị Charlie Nguyễn đã trình bày rất là rõ ràng về cái chương trình Tết, diễn hành Tết của chúng ta vào ngày 22 tây tháng 1 và lúc 9:30 sáng nha quý vị nha. Những quý vị nào muốn tham gia chương trình, muốn bảo trợ cho chương trình thì vào cái website của thành phố, có những cái form ở đó, giống như Nam Quang vừa mới trình bày cho quý vị ở trên màn hình, quý vị cũng có thể thấy quý vị vô đây xong rồi quý vị vào cái 2023 Tết Parade nè quý vị. Để xong quý vị click vô cái Be a Title Sponsor hoặc là Join as a Parade Entry, thì những cái form này nó đã có sẵn như vậy. Hoặc là quý vị nếu mà còn có những cái câu hỏi gì đó, quý vị liên lạc với lại số phone là 714-895-2860 hoặc là liên lạc trực tiếp với lại ông thị trưởng của chúng ta, chị Charlie Nguyễn ở số phone 714-576-4330. Chúng tôi nghĩ rằng là quý vị liên lạc với số điện thoại kia, còn bất đắc dĩ thì quý vị liên lạc với chúng tôi, bởi Vâng. vì chúng tôi cũng rất là khá bệnh, nhiều khi có sự chậm trễ đó, nhưng mà chúng tôi không ngại để mà gọi là tiếp quý vị nếu trong trường hợp mà quý vị cần đến cái sự liên lạc trực tiếp với chúng tôi. Vâng, thưa với quý vị, chúng tôi đang ngồi với lại Phó Thị trưởng Nam Quan Nguyễn. Chắc chắn rằng là cái cuộc diễn hành Tết này, anh em chúng tôi cũng sẽ phải làm việc với nhau, bởi vì tất cả các đồng viên cũng phải góp vào cái việc mà tổ chức này để cho nó được thành công. Cho nên là chúng ta không thể không nói tới Phó Thị trưởng Nam Quan Nguyễn sẽ đóng góp một cái phần rất là quan trọng trong cái kỳ mà diễn hành Tết này. Đặc biệt là chúng tôi đang ngồi với lại anh Tiến Dũng, thì là một người gọi là tha thiết với cộng đồng của chúng ta từ xưa đến nay. Bên cạnh đó, ông lại là có một cái chương trình mà gọi là phổ biến rất là rộng rãi, trong là một thương gia của tại thành phố Westminster, đóng góp vào cái sự thịnh vượng của thành phố Westminster. Chắc chắn rằng là chúng tôi tin tưởng với cái sự mà cộng tác của tất cả mọi người, thì cuộc diễn hành Tết này và những người mà chúng tôi đã liên lạc, hoặc là những cơ quan hoặc là cái tổ chức đã có ý định tham gia, chúng ta sẽ có một cái cuộc diễn hành Tết Xuân Quý Mão vào năm 2023 trên đại lộ Bô Sa Trần Hưng Đạo vào ngày 21, xin lỗi, vào 22 tháng 1, có nghĩa ngày mùng 1 Tết. Chúng tôi một lần nữa xin kính mời tất cả quý vị hãy tham dự thật đông đảo, những người cư dân tại miền Nam California, hoặc là quý vị tới miền Nam California trong ngày đó, xin tham dự thật đông đảo, bởi vì chúng tôi có tổ chức quy củ tới mức nào hay là chu đáo tới mức nào đi chăng nữa mà không có sự tham dự của quý vị thì coi như cái tổ chức đó nó chỉ là một phần nửa thôi, chứ nó không đi tới sự thành công được. Thành công nó đòi hỏi phải có cái sự mà tổ chức làm sao cho nó được chu đáo và không làm mất hoặc là uổng phí cái thời gian của quý vị. Quý vị phải thức sớm ra rồi quý vị tham dự cái đó, mà chương trình nó không được xúc tích, nó không được hay, nó không được ý nghĩa thì chúng tôi coi như là chúng tôi đang là mất đi cái thời gian của quý vị. Nhưng mà bên cạnh đó, chúng tôi không cần cái việc đó, chúng tôi có thể control được, chúng tôi có thể làm việc ngày đêm để mà thực hiện được. Nhưng cái việc mà tham dự đông đảo hay không là ở quý vị chứ không phải ở chúng tôi. Vâng, thưa với lại anh thị trưởng chị Charlie Nguyễn cũng như thưa quý vị khán giả, khi mà Nam Quang đưa ra cái đề nghị anh thị trưởng chị Charlie Nguyễn vào cái ad hoc committee mà chúng tôi gọi là cái ủy ban điều hành diễn hành Tết, thưa quý vị, thì chúng tôi biết chắc là
sẽ tổ chức một cái cuộc diễu hành Tết thành công, giống như tất cả những cái cuộc những cái sự kiện khác mà anh đã tổ chức ở trong quá khứ, thưa quý vị. Tại vì chúng tôi biết được cái khả năng của anh như thế nào, mình phải giao đúng đúng việc và đúng người, thì chắc chắn cái chúng ta sẽ có một cuộc diễu hành Tết thành công và rất là ý nghĩa. Năm qua mong quý vị, nếu mà ở xa thì chưa có những cái chương trình gì, sắp tới thì quý vị nhanh tay book vé máy bay về thăm Lữ đoàn Sài Gòn, thăm Tết. Quý vị ngoài cái chương trình diễu hành Tết ở trên đại lộ Busan, thì sau đó quý vị cũng sẽ có một cái sẽ được tham dự một cái hội chợ Tết miễn phí ở công viên Mount Square Park, cũng do ông giám sát viên Andrew Đỗ tổ chức, thưa quý vị. Rồi sau đó nữa, quý vị cũng muốn nữa thì quý vị đi tham gia cái buổi hội chợ Tết của các sinh viên tổ chức ở OC Fair, thì đó là quý vị có những cái chương trình vui chơi suốt 3 ngày xuân. Thành ra quý vị nhanh tay nhanh chân book vé máy bay từ xa về đây để đón Tết. Một cái điểm nữa thưa quý vị là khi quý vị tham dự diễn hành Tết xong rồi qua bên hội chợ Tết chơi xong rồi quý vị còn hội chợ Tết nó gần ở ngay cái nhà hàng của anh Tiến Dũng ở đây là Đúng Ngự vậy, Bình, đúng cho vậy. nên quý vị tới đó một cái nhà hàng rất là khang trang và chúng ta có thể thưởng thức Cảm ơn em. những món ăn rất là thuần túy, và chúng tôi rất là thích mỗi lần mà chúng tôi có cái chuyện gì là kéo nhau tới đó gặp anh Tiến Dũng ở đó, và chúng tôi rất Được ăn là ngon mà còn được hát karaoke nữa. thì thực ra Có nói quý nha, vị người về ta đây tới cái đòi hát karaoke, tôi chỉ qua đây Ngự Bình 2 nằm ngay trên đường Eninger, phải không anh? Eninger Yeah, Gold về Coast. Thành thử thưa với quý vị về đây chúng tôi tin tưởng là quý vị sẽ có những ngày vui và là một chuyến đi rất là ý nghĩa cho gia đình mình, ít khi mà chúng ta có được như vậy. Rồi, xin cảm Cảm ơn ơn anh. quý vị khán giả. Nếu như mà quý vị có những cái thắc mắc gì, cứ đừng ngần ngại liên lạc với lại cái số phone mà Nam Quang để trên màn hình nha quý vị nha, là 714 895 2860, hoặc là vào trang nhà của thành phố Westminster, thưa quý vị. Đó là Nam Quang cũng sẽ để lên trên đây cho quý vị coi. Đây là trang nhà của thành phố Westminster. Nó là Westminster gạch ngang là ca.gov nha quý vị nha, gov. Thì đó quý vị thấy ở trên màn hình như vậy. Thì đó là những cái gì mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay với lại thị trưởng Chí Charlie Nguyễn. Trước khi chúng ta chia tay với lại thị trưởng thì thị trưởng có muốn nhắn gửi cái gì không? Dạ vâng, một lần nữa chúng tôi cùng với lại Phó Thị trưởng Nam Quan cũng như là các đồng viên của chúng tôi và tất cả các nhân viên trong thành phố mong rằng là được cái sự mà hưởng ứng của quý vị, được cái sự mà bảo trợ của quý vị, được cái sự tham dự đông đảo của quý vị để cái cuộc diễn hành Tết này nó được thành công mỹ mãn. Như vậy nó sẽ nói lên cái sức mạnh của cộng đồng của chúng ta. Nó nói lên được cái ý nghĩa của những ngày Tết, một ngày vui xuân của cộng đồng Việt mình. Cho nên một lần nữa chúng tôi không thể nào nói hết được cái lời mà kính mời tất cả quý vị hoặc là xin quý vị tham dự hoặc là bảo trợ cho cái chương trình này, anh Tiến Dũng. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều đã cho thông báo một cái thông tin rất là bổ ích thưa quý vị. Bởi vì khi mà chúng ta xa quê hương thì những cái nét văn hóa cổ truyền và đặc sắc của quê hương thì chúng ta vẫn gìn giữ bởi những người con đất Việt, thưa quý vị. Và đặc biệt ngay tại Lữ đoàn Sài Gòn là một thủ đô của người Việt tị nạn, thì cái nét văn hóa này là không hề thiếu mà còn đặc sắc hơn tất cả các nơi khác, thậm chí ngay tại quê nhà Việt Nam. Đó là có tiếng pháo, thưa quý vị, và Việt Nam thì không có. Rồi có những cái mô hình và những cái design thiết kế decoration rất là đẹp ở các cái hội chợ Tết của Andrew Đỗ ha, Dạ vâng. và một cái hội chợ Tết của sinh viên rất là mỹ thuật, rất là đẹp, thưa quý vị. Từ cổng tham quan cho tới một cái làng dệt ở bên sông, rồi tới những cái tòa thành, rồi những cái lính 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 cung đình Huế đứng cầm cầm gươm, cầm cầm giáo, rồi đứng, rồi xong rồi món ăn thì rặc Việt Nam, thưa quý vị. Và có cả những cái đám cưới của người Việt cũng được tổ chức mà linh đình ở trong các cái hội chợ đó.
Còn ở chương trình văn chương trình văn nghệ rồi chương trình thi hoa hậu đó quý vị. nghệ nữa Mà không có hai mảnh nha, ai mà tới đây mà đòi hỏi hai mảnh thì tới luôn là không có, tại hả? lạnh quá. Chứ còn các cô thi hoa hậu thì muốn Bây nhưng mà giờ ban tổ chức không cho sẽ bị sưng phổi. nhưng mà thành phần thi hoa hậu là ai? Tôi không biết. Nguyễn Phương Hằng hả, Phạm Ngà, Phương Anh Châu gì đó, Ngộ có mặt bên này nữa hả? kèo Rồi, thưa quý vị thì rất là mong đợi quý vị tới với Lido Sài Gòn. Bởi vì ai đi xong rồi cũng thấy là quá là vui. Được ăn, rồi được ngắm, rồi được chơi. Thậm chí vô trong Phước Long Thọ lắc bồ cua nữa. xong cái cảnh sát tới cái ôm bồ cua bỏ chạy như là Việt Nam. Có gì nữa, vô trong đó xin xăm nữa. Ở xin xăm tôi nữa. tôi nhớ năm ngoái ông đi xin xăm cái mặt ông đóng luôn biết sao. Mà bữa xin xăm được tốt quá tốt trời, tôi hơn đập cho một con. Ok. Dạ rồi, cảm ơn anh rất là mình nhiều trở lại nha. một chút xíu mình nói về cái diễn hành Tết đó. Thưa với quý vị, có rất nhiều đơn vị và có rất nhiều cái xe hoa rất là ý nghĩa mà nói về văn hóa của người Việt Nam của chúng ta, hoặc là nói về cái sức mạnh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà có lẽ rằng quý vị lâu năm nay không 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 được thấy. Quý vị tham dự cái phiên họp, tham dự cái diễn hành này, quý vị sẽ nhìn thấy được, và chúng tôi tin tưởng rằng là quý vị sẽ ngạc nhiên, có từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Bởi vì chúng tôi cố gắng để mà thực hiện những cái chương trình cho quý vị nó được ý nghĩa. Bên cạnh đó thì thưa với quý vị, chúng tôi không thể nói rằng là không nói lên lời cảm ơn tất cả quý vị, Phó Thị trưởng Nam Quan đây cũng như cá nhân chúng tôi trong kỳ vừa qua. Quý vị đã thương mến là những người cử tri của thành phố Westminster nói riêng, nhưng mà tất cả toàn thể quý vị ở khắp nơi cũng đã vận động để chúng tôi có được cái vai trò vào trong cái vai trò là thị trưởng hoặc là phó thị trưởng ở đây, để chúng tôi có thể đóng góp vào cái sinh hoạt không chỉ cho cư dân của thành phố Westminster nhưng mà cho cả cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Thì cái việc mà chúng tôi đang làm ở đây là cái việc mà chúng tôi đang thực hiện theo cái ý muốn của quý vị, theo cái ý muốn của đồng hương của chúng ta, là có một cuộc diễn hành Tết thật là ý nghĩa. Nhưng mà nếu mà quý vị đã ủng hộ chúng tôi thì quý vị xin ủng hộ cho chót, là bởi vì khi chúng tôi đã đứng ra để mà cùng với lại các nhân viên của thành phố để thực hiện cái việc này thì chúng tôi cần cái sự cộng tác của quý vị, cộng tác qua nhiều phương tiện khác nhau mà chúng tôi mới thưa với quý vị. Một lần nữa xin cảm ơn anh Phó Thị trưởng Nam Quan cũng như là cảm ơn Phó Thường dân Phó Thường dân Nguyễn Tiến Dũng. Phó Thường dân Nam Bộ Nguyễn Tiến Dũng. Vâng, rất là cảm ơn cảm ơn anh chị Charlie Nguyễn, thị trưởng tân thị trưởng của thành phố Westminster, thưa quý vị. Cảm ơn anh. Dạ vâng, xin được cảm ơn anh. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ, yeah, cảm ơn anh. anh. Dạ, Dạ yeah, chúc vâng. cho buổi diễn hành được thành công anh. Dạ Mỹ vâng. mãn. Vâng, cũng xin được cảm ơn anh Huy Đức nha. Huy Đức đã đóng góp cũng như là cảm ơn anh Trần Nhật Phong và anh Nam Quan, xin lỗi anh Trương Quốc Huy, chắc chắn là anh Nam Quan với anh Tiến Dũng ở Rồi đây có ông có Mai Tiến Dũng nữa, ông rồi Mai Tiến Dũng có đúng cũng rồi dạ TD Mai dạ Tiến Dũng, rồi thì là các cơ quan truyền thông ở đây, các đài truyền hình và các đài radio ở đây. Chúng tôi xin được cảm ơn tất cả quý vị, xin quý vị ủng hộ và phổ biến cái tin tức này càng rộng cho tất cả mọi người để có thể được biết tới cái ngày diễn hành Tết để tham dự với thành phố Westminster. Xin một lần nữa cảm ơn tất cả dạ anh vâng. chị. Dạ, mình cũng không quên cảm ơn chị Minh Phượng của Radio Bonsai. Dạ vâng, dạ vâng, đúng vậy. Dạ. Rồi, cảm ơn dạ. anh. Dạ, cảm ơn sếp. Cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều. Thank you. Dạ. Rồi mình kế tiếp cái câu chuyện gian dở hồi nãy nha quý vị. Ủa, chưa hết hả? Chưa, làm sao được, tôi réo tên bà Lan nhưng mà chưa thấy vai trò vậy với là đó. Tội trạng của bà mà. Vậy đó hả? Nhiều chuyện dữ Ủa, vậy. Có chàng trai khác xuất hiện câu chuyện gián đoạn nữa. À, cái này trước đi. À, cha đẹp cha đó chờ thêm chút xíu nha, cái câu chuyện này còn đang hấp dẫn chút xíu nữa. À, chàng trai hít thở tí. Chàng trai có cần về mặc cái áo trắng của không nhìn cha? Rồi vậy có hả? Trắng được kìa. À, có trắng bên trong rồi. Cho quý vị thì trước khi mời chàng trai hot boy của Bosa thì quý vị Dũng thấy rằng hồi nãy giờ trên này các đội quân cờ lê của chúng ta bảo vệ cái forum rất là một cách hữu hiệu này. Nhưng mà Dũng thấy cái ý kiến của anh Andy Nguyễn, Andy Kêu Nguyễn đó, Nhưng mà thì tại sao delete? trước khi mà ông nói tôi muốn đâm một cái, Trời đất nhưng ơi. mà không thể nào tôi không không đâm được. Đâm Thưa phần lưỡi quý vị biết là
Vừa rồi trên cái trang trên cái kênh của anh Nguyễn Tiến Dũng, anh có quay một cái đoạn video Rồi ngắn ông mới vô mà cảm ơn mọi người đấy nha, người ta chúc mừng quá trời là luôn. cái clip mà mấy anh em sinh hoạt với nhau trong cái buổi tối hôm bữa hôm Noel đó quý vị, cũng là cái ngày sinh nhật của năm Quang đó. Thì anh Nguyễn Tiến Dũng anh có quay cái clip ngắn ngắn mấy Có anh một em phút à, một phút hai mươi mấy năm Quang giây. đang bưng cái bánh sinh nhật. Thật sự ra cái đó mình cũng muốn chỉ tổ chức ở bên trong mấy anh em với nhau thôi, nhưng mà anh Nguyễn Tiến Dũng anh nói cái clip nó thấy nó vui, thành ra anh hỏi Nam Quang là ông có muốn tôi đưa cái clip này lên không. Thì Nam Quang thấy ồ cái này cũng vui, mình là cái người đại diện cho quần chúng, mình đi sâu sát với quần chúng, thành ra những cái sinh hoạt đó thôi cũng nên đưa ra cho mọi người vui chung với nhau. Thì bữa đó có cái bánh sinh nhật, mọi người cũng mừng mừng sinh nhật Nam Surprise. Quang, rất là cảm ơn các bạn bè đã nhớ tới ngày sinh nhật của Nam Quang. Nhưng mà hôm nay thì anh Nguyễn Tiến Dũng có tặng cho Nam Quang Trời đất ơi. một cái món quà cho quý vị, mà mình cũng hơi ngạc nhiên là tại vì cái món quà là món quà nó hơi xa xỉ với Nam Quang đó. Trời đất ơi. Ừ. Trời đất ơi, tôi nói vậy Đây, hay. chưa bao giờ Nam Quang có cái món quà giống như thế này nha quý vị. Rất Trời là đất cảm ơi. ơn ông. Món quà này từ Pháp đó, anh Nguyễn Tiến Dũng mua từ Pháp đem về cho Nam Quang đó. Thì Trời ơi. trong này nó cũng có một Trời đất ơi, cái tự nhiên. nó rất là đặc biệt, là cái này là cái đồ kẹp mà cái tie của vị là cái cravat Kẹp cái đó. là có thai đó quý Kẹp một cái là có thai luôn đó. Và cái này vị. cũng rất là Nam Quang rất là quý, là tại vì nó đúng cái lúc mà Nam Quang đang cần cái này thôi quý vị. Mình có nhiều tie mà mình không có đồ kẹp. Nó rất là cảm ơn ông. Thành ra Dĩ đó. hả? Quý vị biết thấy chưa? Chọn đúng bạn mà chơi nha. Đừng có chơi với lại đừng ăn kẹo nhiều như quý vị. Ăn kẹo nhiều súng răng Kẹo đó. đồng, Đó rồi, cảm ơn ông rất là nhiều. Thấy chưa? kẹo đó là phải kẹp dính vô cái áo chứ. Không thôi, Dạ. kẹp này để cho nó ok vậy thì Đúng kẹp là đâm này. sườn lũng thiệt, cái làm mất Rồi. hứng hoài đi nha. Đó, bây giờ quay trở lại với ông. Người Rồi ta tặng quà mình phải cảm hay ơn là chứ. mời ảnh mời Thôi mời hot boy vô luôn đi mời hát ha. boy chứ, rồi Để cho hát khỏi boy là làm gián chuyện đoạn vui phải mà. không? Khỏi làm gián Mời đoạn. hot Hot boy sồn Rồi, mời hot boy vô. sồn. Hôm nay đẹp trai dữ nha. Hot boy mà. Hot Hot boy Thưa quý vị, một trong mà. những việc mà Nam Quang rất là cảm ơn hot boy của chúng ta là bác sĩ Trọng Võ và cái cơ sở mà bán thuốc đông y phòng bán dược thảo của bác sĩ Trọng Võ. Thì quý vị, trong cái thời gian qua cơ sở của bác sĩ Trọng Võ cũng đã đóng thuế rất là nhiều cho thành phố Westminster. Mà Nam Quang, tại vì mình là người đại diện cho chính quyền, mà mình cứ thấy những cái cơ sở thương mại làm ăn nào mà đem lại cái nguồn lợi nhuận cho thành phố, thì thành phố sẽ đem những cái khoản tiền đó để phục vụ cho những lợi ích của dân cư. Thưa quý vị, thành ra những cái người giống như bác sĩ Trọng Võ được chúng tôi rất là quý mến, những người thương gia giống như anh Nguyễn Tiến Dũng và chị Mai đây cũng được chúng tôi rất là quý mến và khuyến khích họ làm ăn, mở rộng những cái cơ sở thương mại của họ để lại tiếp tục đóng thuế cho thành phố, để thành phố lại phát triển và dùng cái Quý tiền mến đó. tại vì đóng Đúng thuế vậy. quý vị. Thì nếu mà đóng thuế năm nay đóng thuế bao nhiêu? Phải là cảm ơn tất cả mọi người, vì khi mà người ta mua Đúng là người vậy. ta cũng đã có sale tax Đúng. xong đó rồi, chứ không phải là chỉ có cơ sở doanh nghiệp rồi Đúng mới vậy, phải cảm ơn người dân nữa chứ. à, người cũng là dân người dân người chứ. dân phải phải tiêu xài thì lúc đó mình mới có sales tax đó. Dạ rồi, mà Rồi, mời xin chào mời, mọi người xin thấy mời. không, không? À, chào tái ngộ quý vị. À, thì sao bây giờ mà nói chương trình nó vô chương trình liền cho có trả lại thời gian cho Tiến Dũng tán gẫu Rồi, mình vô chương trình liền. ha. Dạ. Ok. Hôm nay có ai gọi vô Hôm không nay có anh? ai Có ai gọi vô gọi không vậy? không? Tại vì gấp quá, hôm qua năm qua giờ gấp quá nên một số người gọi vô thì tôi đi liên lạc không được, nên sorry quý vị nha. Có nhiều chị hứa là này, chia sẻ hay lắm quý vị ơi. Khi quý vị nghe mấy chị nói, quý vị tính chính tôi cũng không ngờ là ông ba mà đi không được tất cả một cái mà uống vô đâu khoảng 6 7 8 chai, hay là tao mua bây giờ ông ba đi không những đi đâu, đi du lịch phải đi lên cái resort để chơi nữa, vì nó sự thật 100%, tôi không nói sai quý vị. Nếu quý vị có những cái sự đau nhức trong người quý vị thì quý vị cứ dùng cái chai số 1 chúng tôi, và tôi tin chắc rằng nếu á việc đau nhức không phải dễ như vậy, biết là quý vị đi uống thuốc tây để chỉ dịu cơn đau xuống, dịu cơn đau xuống, nhưng mà cái cơn đau trong người quý vị nó còn tiếp tục nó hoành hành lên Đó là mà. cơn đau tình ái đó. Nên của chúng tôi thì đồng ý chúng tôi quan điểm mà đau nhất là trong sự bế tắc tắc nghẽn nóng thông đau nhất mà không có kết quả với cho quý vị, tôi không lấy tiền quý vị, vì cơn đau người ta đã chịu cơn đau quá nhiều rồi, đau đớn tôi đã từng chịu cơn đau mà chịu nhiều cơn đau lắm quý vị. Nên mà nếu mà đau nữa mà lại uống cái những cái gì mà lại
tốn mớ tiền nữa thì tội nghiệp lắm. Cái đó là cái bệnh, là cái bệnh tiết tiền. Nên thật sự quý vị, tôi không làm bất cứ một cái gì mà để cho bị thiệt thòi cả. Với những làm thầy thuốc như chúng tôi là có một cái y đạo, y đức rất quan trọng quý vị. Nếu mà làm thầy thuốc mà không có y đạo, y đức đó, quý vị có câu nói này: nhất tới y, tam tới suy. Mà tôi nói câu này tôi nhớ tới anh Hồ Hớn Chữ, tôi còn nhớ họ tên anh nữa. Cái đây có gần gần 20 năm tôi nói câu đó, thì dứt xô tôi là anh gọi cho liền. Anh gọi cho anh nói tôi rất kính nể ông, nghiêng răng vì ông dám nói câu đó. Không ai dám nói câu đó cả, nhưng ông dám nói chứng tỏ là lương tâm thầy thuốc ông có sẵn rồi. Tôi nói dạ đúng, cảm ơn anh. Mà từ đó tự nhiên cái ảnh tắt tiếng luôn. Tôi không biết, bữa tôi kiếm ảnh cái đây khoảng đâu 5-6 tháng. Tôi kiếm trên đài tiếng nói của Wichita, Kansas. Thì cái anh ngồi nói chuyện với tôi, anh là bà con với anh Hồ Hướng Chữ, quý vị, may mắn. Thì anh nói sorry bác sĩ, anh Hồ Hướng Chữ đã qua rồi, anh như đã mất cách đây khoảng 1-2 năm. Thì tôi biết anh ta đã mất, thì tôi không còn đi kiếm anh ta nữa, kiếm tìm để mình tâm sự anh ta thôi, không gì cả. Cũng may tôi nói chuyện ngay người bà con của anh ta, thì biết anh ta đã ra đi cách đây khoảng hơn 1 năm. Thì anh ta lớn tuổi rồi, không gì cả, quý vị nha. Cái đó là cái chai số 1 mà Heda tầm 1, nó vừa giải quyết cho vấn đề đau nhức quý vị, nó làm cho hạ cái cholesterol, nó làm cho quý vị tan mất cái mỡ bụng, tan mất cái mỡ nặng, nó làm cho tan mỡ đó. Nên cái này nó nhỏ đi, cái bụng nó nhỏ đi. À, Tiến Dũng cái thường nói tôi là nhìn như thế vậy, vẻ như nhìn thế là gì? Như thế là gọn gàng này, này đi đứng đó thì quệt tẹt ra gọn gàng mi nho, gọn gàng mi nho nè, hát hò rồi nhảy đầm rồi. Nên Tiến Dũng thường nói, với lại Tiến Dũng qua tiệm chơi nhiều khi tôi đi nó bắt gặp, ô quái ông nè, còn bảy mươi bạn đi cái dáng như thanh niên, thật sự vì tôi đi nhanh rồi mà lúc ngủ cái dáng cũng như thanh niên luôn. Lúc ngồi cũng như thanh niên vậy, mà lúc nằm nữa trời, lúc nào cũng như thanh niên hết, chứ phải là đi không. Dũng này sẽ bói đúng ghê ta. Quý vị, đó là nói sơ cho vấn đề đông nhất quý vị. Và tôi xin nói khẽ cho quý vị, những người ở gần chúng tôi, tôi không quảng cáo, từ trước giờ quý vị thấy gần 30 năm nay tôi chưa bao giờ quảng cáo vấn đề châm cứu. Thì tôi đã tốt nghiệp châm cứu ở đây, cái bằng liên bang, bằng tiểu bang, mà tất cả một cái. Nhưng mà có thời gian gần đây, có nhiều người họ nghe sao nói sơ với Nam Quang Tiến Dũng mà tới châm cứu. Thì tôi châm cứu một em khoảng 20 mấy tuổi, xương sống quý vị, tôi khám tôi biết, không cần chụp hình nữa, tôi khám hai ngón tay mình thấy cái xương nó bành đã về. Thôi đau cho nó, dạ con đau cho nó chú. Cái vị xích cái tay cái bành đây nha, mà xương sống mà nó bị lệch á, chúng thay tay cái bành đây nha, nó xuống cái này đó. Đâu, sau một lần châm cái vị. Anh diễn tả. Anh diễn tả em hết hồn. Thì xương sống này thì mình ra xuống nó thẳng cái này. Xương sống thì mình kéo mạnh xuống. Kéo mạnh xuống. Cái leo người ta bành. Rồi xuống tự nhiên mình thấy cái nó ra. Xương sống ta mạnh bành. Nó ra nó vô này. Sau một lần châm cứu của tôi, tôi cũng ra hai con tay lập PG-13 hay là rated R. Nên mới điện, tôi quay cái video đó lại, tôi đưa cho em bé nó coi. Em bé nó, ủa sao? Hay qua ngày mai em nói, chú ơi con thấy nó đỡ, cái lưng cũng nó đỡ đông chút. Tôi mới đưa cái video cho một người bạn tôi là Caro Carter, anh bạn. Em nói sao hay với anh, sao mà có thể đó. Vì thế nên những người nào đau lưng, đau lưng hay đau bất cứ một cái gì từ trên cổ xuống cái lưng đó, trong cái đầu tiên mà tôi châm bí vị không thấy hiệu quả đó, tôi trả tiền cho bí vị, tôi nói này tôi giúp bí vị thôi, chứ không phải tôi nói tôi quảng cáo tôi châm cứu nha, bởi vì tôi không có thời gian châm cứu đâu bí vị ơi. Bí vị muốn tôi phải từ sau 3 giờ chiều, 4 giờ chiều tôi mới rảnh thời gian tôi châm bí vị. Buổi sáng tôi không có thời gian, nên tôi nói không phải tôi quảng cáo, nhưng mà tôi nói tôi khả năng sau này ông trên cho tôi có bàn tay phục dược để giúp những người đau đớn nó bớt, nhưng ở gần dùng tôi thôi nha, chứ còn ở xa thì tôi xin bí vị bay qua đây thôi, chứ còn chúng tôi một đôi ba lần thôi là quý vị thấy thiên giảm rõ ràng cho vấn đề đau lưng. Dù quý vị đau, tôi thích những người đau mà đau quằn quại, mà đau thế nào mà thấy rồi. Tôi châm lần đầu tiên tôi châm để quý vị thấy kết quả rõ ràng, thôi bỏ chương trình mà châm cứu, bởi vì tôi ít làm nên không quảng cáo. Bây giờ cái một cái nữa, trong mùa lạnh thế này, quý vị thấy anh em chúng tôi mặc đồ ngoài không, là cái lạnh đó, quý vị thấy cái đau nó tăng cường, cái ho nó tăng cường, cái xuyển nó tăng lên cái cường độ lên, nó làm ta ho nhiều hơn. Thì quý vị có cái chai số 33 của chúng tôi, quý vị đừng quên đó nha. Một hai chai là quý vị thấy thiên giảm rõ ràng quý vị nha. Mà xuyển thì em bé thằng một chai, người lớn cũng đô ba chai, thấy nó hạ cái đạm, nó hạ cái ho xuống, nó làm cho cái cân xuyển chúng ta nó giảm đi nha.
Và những cái như là quý vị đi nhớ Tiến Dũng hồi trước là hay quên nhiều lắm, tôi quên đến độ mà mấy tháng nay tôi thấy nhớ được, tôi uống khoảng một tháng nay tự nhiên cái tôi thấy nó hôn lại, tôi sợ quá cái tôi uống lại thì tôi thấy là tôi thấy tự nhiên cái tôi nhớ là tôi mừng quá Tiến Dũng thật sự. Cái mình cũng lớn tuổi rồi, nó hay quên, nếu mình không để ý tới nó đó, một ngày đó cái quên của mình nó nặng hơn. Quên điều kỳ lắm nha, vì khi mà nó vừa đời mình gặp mấy bộ cũ mình không nhớ đó là ai chết không được đâu. Tôi muốn để nhớ về nhà rồi gọi tên của vợ cũng phải cho đúng, gọi lộn tên của cô nào đó nữa là mình chết. Nên phải uống cái chai số 6 chắc chắn để giúp cho việc có trí nhớ. Những người nào mà không làm việc không dễ trọi trơn, nó hành tôi, nó hại tôi, nó đau đớn thì ok, nhưng mà những người thường hay làm việc mà dùng tao đầu óc á, nó quên khổ lắm, nó quên khổ lắm bị ơi. Thà nó đau tôi một cái đi, tôi uống thuốc nạ xuống còn nó quên đến độ mà tôi muốn làm việc cái gì đó tôi cầm cái phone lên là tự nhiên tôi quên hẳn đến không nhớ cái gì, quên tức tối nó. Quý vị vì thế cho nên quý vị nên uống nhất là lớn tuổi đừng có để nó quên nhiều lắm, khổ lắm quý vị nha. Chai số 6 bổ não quý vị nha. Và cái tình trạng mà đi tiểu đêm nhiều, có nhiều người hỏi tại sao đi tiểu đêm nhiều, đi tiểu quán tiểu gắt tiểu buốt tiểu đi tiểu đêm nhiều mà đi tiểu xoắn nghe, nó đi xong tự nhiên bị chuẩn bị bước đi thì nó xoắn ở trong. Rất nhiều người bị quý vị nha, nam nữ đều bị cả, đó làm chúng ta rất là khó chịu do cái thận. Nhiều người hỏi tại sao mà vấn đề tiểu mà do thận yếu, quý vị nói qua y lý đồng y chút xíu, cái thận nó kiểm soát, nó control cái bàng quang. Khi mà thận yếu nó không đủ khả năng nó kiểm soát, nó control bàng quang thì bàng quang nó yếu, out of control thì hơi nước nó tuôn ra. Nhưng bác gái lớn tuổi đi mạnh nó cũng xoắn, cười nó cũng xoắn, ho nó cũng xoắn. Quý vị dùng chai số 26 thôi, tôi tin chắc rằng thời gian ngắn tất cả những vấn đề đó nó sẽ trở lại bình thường cho quý vị nha. Và tôi không bao giờ dám nói sai cái chuyện đó đâu quý vị nha. Đó là cái chai 26 bổ thận. Và cái việc cái tình trạng mà em bé là biếng ăn, mà gia đình có cháu là biếng ăn, hay là những người mà mệt mỏi sau căn bệnh làm biếng ăn, ăn ngon miệng đó, cái việc uống chai số 42 chúng tôi là health support, chừng em bé chừng một chai thôi, hai chai là cháu đang thoải mái nhẹ nhàng, quý vị khỏi lo nữa. Người lớn thì đô ba chai thấy ăn ngon miệng, sau đó ăn một hai chai nữa, vì không uống một hai chai nữa vì không bao nhiêu tiền nhưng mà nó giúp chúng ta cái sức khỏe ta lại khỏe tốt hơn quý vị nha. Cái đó là chai 42. Và chúng tôi còn những sản phẩm như là quý vị, tôi nói ra đây quý vị cũng, tôi dì dặt tôi nói là những ai mà thử máu mà bác sĩ nói rằng cái gan quý vị bị vấn đề gì đó, tôi không dám nói đây, đồng ý không cho phép dùng những cái từ đó, nhưng mà thử lá gan có vấn đề gì đó thì quý vị cứ gọi cho tôi. Nếu họ nói bị này bị nọ, quý vị uống chai số 30 quý vị nha, tôi mất bởi vì 30 quý vị cho tôi biết kết quả. Tôi nói uống bao nhiêu tháng mà nếu mà bị thử máu lại mà kết quả nó không có thiên giảm thì quý vị không sợ tốn tiền tốn bạc gì cả quý vị nha. Không ai dám nói của đó, mà sản phẩm của tôi khoảng 30 năm nay tôi nhiều người dùng nó có kết quả tốt thì tôi mới dám nói. Tại dạy gì mà làm ra đi quảng cáo tốn tiền tốn bạc mà lại trả tiền cho quý vị. Cái đó là một sự công bằng nhất. Cái hai tôi thấy nó có kết quả tốt, giúp cho những ai có tình trạng nó uống cho có kết quả tốt. Việc khỏi cần lặp lại câu nói là không hết ông mà trả tiền lại không, đừng lặp lại câu đó, tôi không muốn nghe, nhưng mà tôi nói là tôi giữ lời, đó là sự công bằng mà tôi phải sống suốt cả cuộc đời làm thầy thuốc của tôi quý vị nha. Xin quý vị khỏi cần lặp lại câu đó nữa, nó nghe nó giỏi đôi tay lắm. Tôi nói là tôi giữ lời hứa, khi mà tôi không trả quý vị đó, quý vị cứ quyền nói sao nói, nhưng mà tôi tin chắc rằng tôi sẽ không trả người nào đâu. Nó quớt đã có kết quả 30 năm nay rồi quý vị nha, chắc chắn không có kết quả trả tiền cho quý vị. Cái đó là cho 30 là Super Liver Tonic. Còn có một cái nữa, 54 là Liver Detox. Hồi nãy có một số chị đi với chồng Mỹ tới, tôi bị ngứa, bị ngấy. Tôi hỏi chị có nóng tính không? Dạ có. Hỏi như gì ông chồng hỏi, tôi có không? Cái ông chồng cuộc đậu này có. Nóng nảy, nóng tính, da hay bị ngứa. Đó. Và quý vị dùng chai sổ độc gan là 54. Em bé bị hay bị ngứa, ngứa khô da, ngứa rụm tà la đó, quý vị cho cháu nó uống sổ độc ra nó sẽ hết quý vị nha. Và cháu nào có kinh đó, nó ra bầm đen cục như thế này đó, đông y y lý nó rõ ràng là can bị nghẽn, bị út ức,
nên úc ức khi nó cục ra xấu lắm. Tôi nói hơi rõ xíu để các em nào mà có kinh nghiệm không đều thì quý vị cho cháu nó uống đi. Đến gặp tôi tin chắc cháu nó sẽ có trở lại bình thường tốt. Nó còn gọi là kinh không không đều, lúc có lúc không, trí ngôn là trẻ, da xanh sao, nổ mụn, đi bác sĩ cho uống thuốc ngừa thai. Có nhiều em tới tôi bác sĩ uống thuốc ngừa thai, nó còn mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm 15, 16 tuổi. Cái tôi mới hỏi thêm con có bạn trai chưa, cái mẹ đâu có đâu, ông nó còn trẻ còn nhỏ mà thôi, tại sao uống thuốc ngừa thai chỉ vậy? Bác sĩ cho uống thuốc ngừa thai kích thích học môn mới có kinh. Đó là the way của họ. Còn cái way của Đông My là gì? Phải đi vào cái gốc bệnh của nó, tại sao nó phải kinh nguyệt nó như vậy. Quý vị không đủ máu làm sao nó ra được quý vị. Có người là thiếu máu, da xanh xao hay choáng váng nhức đầu mà kinh không có làm sao nó ra được. Nó ra rất là ít, là trễ. Cứ uống thuốc bổ máu vô. Cha số 5 của chúng tôi tin chắc các cháu sẽ ở trở lại bình thường. Mà không có tôi cũng chẳng lấy tiền các cháu đâu. Đáng con gái của tôi, tuổi đáng con gái của tôi sẽ giúp. Tôi giúp mọi cách để các cháu khỏe mạnh trở lại. Các cháu mà bằng tuổi con tôi đó, tôi thật quý vị nha, tôi giúp cho nó mà không có, tôi không lấy tiền ở đâu. Tội nghiệp nó, nhất là đáng con mình, giúp cho nó có sức khỏe tốt, nó cảm ơn mình. Nó còn giới thiệu bạn bè, ông đó ông hay lắm, ông tốt đó. Tôi có rất nhiều em giới thiệu bạn bè, ông hay lắm, ông tốt. Chơi số 5 nha Nam Quang. Nam Quang nha. Tôi thấy ông xanh sao đó. Không, đàn ông cũng vậy nha. Xanh sao mà hay chóng mặt hay nhức đầu, ngồi xuống rồi. Hướng lên hay quay quay luôn cùng một loại. Yeah. Tất cả nam phụ lão ấu cùng một triệu chứng đó đều dùng được cả. Bị người ai là cũng thiếu máu. Thiếu máu này hay quay vòng vòng hay nhức đầu khó chịu lắm. Quý vị ơi, mà mùa lạnh đó quý vị, mấy bữa Dũng biết anh có nứt mấy con tay nứt đấy nha. Nứt đau lắm quý vị. Bấm điện thoại không được, cầm biết không được, tự nhiên mùa lạnh nó bị hai banh không được nữa. Cái chuyện tôi không có. Không phải anh banh để kéo cái sống lưng đó, banh là cái chuyện kéo này. Cái sống lưng kéo xuống gì nè để chú đó mấy việc nên nứt mấy con tay mấy việc. Tối tôi ngủ á, tôi lấy cái kem khô nước da tôi thọ chút xíu này, tôi để cái cầm, tôi cầm tôi ngủ làm chi, tôi sợ dính nó mùn mờ, nó cầm tôi ngủ. Hai mấy đêm sau bây giờ tay tôi trở lại bình thường, sung sướng mấy việc, da khô da nứt ở xứ lạnh thế này khỏi cần bôi lotion. Nhất những người làm neo dùng tay cầm kéo nó, chẳng lẽ 15 nửa tiếng sau bôi nó trơn lắm. Chứ còn bôi chúng tôi vào buổi sáng thôi, trước khi làm là cả ngày để làm không thể da khô nữa đi. Thì thầy nói chung là cái dược thảo của chúng tôi rất nhiều. Bởi vì có bất cứ một cái gì về sức khỏe bị cần dược thảo trị nội trị ngoại, trị cầu ra máu hay cái gì đó, ăn không tiêu đầy hơi ở hơi, bởi vì liên lạc chúng tôi nha. Ở xa thì bởi vì cứ gọi Viber. Yeah. Một hôm nay trên mạng thấy ở bên Việt Nam với bên này là trong cái fan của Thiền Nam cứ mắng qua chữa lại, mắng qua chữa lại, rồi người này nói người kia mê chuối, người kia nói người nọ mê củ cải gì đó. Thì cái đó uống chai số mấy anh? Hả? Cái đó thì người nóng nãy hay cãi lộn, nóng nãy bực bội thì mới cãi. Chứ những người mà hiền lành mà ấy, nguội lạnh trước khi cãi, uống chai 34 rồi cho nó hạ quả xuống nha. 34 hạ quả xuống. Quý vị nghe bác sĩ trả lời dễ thương quý vị. Không có theo dõi là bà này nói bà kia là mạnh thường quân rồi mê chuối rồi mê củ cải, chứ không phải là nóng giận rồi không có cãi. Nóng giận mới cãi mới nói, còn những người mà hiền lành tiếng đó nó sẽ có câu chuyện mà kiên nhẫn hiền từ cho quý vị nghe đó. Quý vị liên lạc chúng tôi Viber là số 1-909-709-6688 quý vị nha, hay là quý vị gọi trong đất Mỹ phiên, quý vị gọi dùm tôi số nhân phòng là số 1. Số dân phòng là 714-531-2020. Trong đất Mỹ gọi số đó nhiều người bắt phone. Quý vị cứ dùng gọi cái số 714-909-6688 chỉ để cho người nước ngoài Việt Nam thôi, để cho tôi thoải mái chút xíu. Chứ nhiều người trách móc tôi, tại sao tôi gọi hoài mà ông bắt phone. Tôi bệnh nhân tôi còn hỏi phải giờ tư vấn tôi. Thật sự quý vị thông cảm cho tôi đi. Rồi sáng có một anh nơi Pháp Ca, anh trách móc tôi quá trời. Mà tôi nói mấy anh cũng chịu. Nó thật sự bị tôi bận lắm, bị vì thế cho nên khi lái xe bị có nhiều người gọi tôi cảnh sát sau lưng, tôi mất khùng, bị tôi cúp ngang liền, bởi vì trả lời quý vị không biết tới đâu mà phạt nặng lắm quý vị ơi. Vì thế nên xin gọi ở 714-531-2020 giúp tôi đi, chứ còn để nước ngoài hay Việt Nam gọi số 1-714-909-6688. Rồi
cũng như nãy anh nói cái câu chuyện mà vui không anh kể một câu chuyện quý vị sự cái như là cái ngọn lửa câu chuyện của nó một ngọn lửa quý vị có một thanh sắt nó cứng lắm thì anh rìu nè anh rìu chặt anh búa với anh cưa khoe nhau anh rìu nó ta sẽ chặt làm hai dễ dàng lắm biết sức mạnh của ta mới bén nhọn của ta chặt thanh sắt làm hai liền sau khi anh chặt quá trời đất mỏi tay mỏi chân chặt hoài thanh sắt vẫn trơ trơ cái rìu mẻ hết thì qua anh búa mà ô để cái búa ta có búa tạ tao như thế này nha tao đập rồi coi tao đập tơi tả cái này ra biến dạng ra liền anh đập hoài anh đập bum bum nó tiếng kêu ầm ầm nhưng mà rốt cuộc cái thanh sắt nó vẫn còn nguyên mà cái búa coi như muốn gãy cán luôn vẫn còn nguyên thì hai anh nó nói anh thứ ba nói tao cưa mà để đây tao cưa can két cưa hoài cưa hoài mà rốt cuộc lưỡi cưa nó mềm luôn nó mòn luôn và nó gãy luôn mà anh chắc vẫn còn nguyên cái việc chị lửa cho nó thôi để em thử coi kia mà anh kia nó cứng mạnh như tao không làm được gì mà mềm mảnh khảnh như mày làm sao mà làm được nó thì chị lửa nó để em thử đi chị lửa phùm phùm cái bao trùm ngọn lửa vào thanh sắt một hồi cái thanh sắt đỏ lên và biến dạng ra quý vị thấy cái sức mạnh của bề ngoài nó không nói được gì cả quan trọng nhất cái nội tâm cái kiên nhẫn ở trong quý vị mới làm được việc sinh viên đó nếu mà không có cái nội tâm coi như là học hỏi này nọ cái ý ta học giỏi này nọ mà không có cái nội tâm không có kiên nhẫn thì cũng chẳng ra sự gì như là ông tổng thống South Africa ông Nelson Mandela 27 sau đấu tranh 27 năm trong tù quý vị biết nhưng mà sự kiên nhẫn của ông ta sự kiên trì ông ta 27 năm ông đã thả ra và là tổng thống da màu đầu tiên của South Africa năm 1994-95 tổng thống đầu tiên người da màu quý vị thấy thì kiên nhẫn sức mạnh bền bỉ mà kiên tâm của ông ta quý vị thấy ông ta đã làm được việc vì thế nên quý vị nên cái gì kiên nhẫn từ nội tâm ở trong đó là nó làm được tất cả mọi cái đừng phô trương ở ngoài ta giỏi ta hay ta này ta nọ chẳng làm được cái sự gì đâu quý vị nha cái đó là cái mẫu chuyện sự kiên nhẫn nội tâm quý vị nha chúng ta cũng đừng quá khoe khoang tài giỏi cái gì ta này ta nọ chẳng được gì mất công xấu hổ nữa đó cái mẫu chuyện nhỏ nhỏ sự kiên nhẫn quý vị nha còn mẫu chuyện thế này Noel tôi có chuyện Noel Giáng sinh được cái gì Giáng sinh quý vị nha có bà ngoại dẫn hai đứa nhỏ dẫn hai đứa cháu đi lễ rồi ghé hang đá cầu nguyện người con giáo ghé hang đá cầu nguyện thằng nhỏ mới 7 tuổi thằng em mới nói lễ Chúa lớn lễ Chúa xin cho con cái iPad con chơi game lễ Chúa xin cho con cái này cái nọ kia là con sẽ học giỏi lễ Chúa cho con cái này cái con hứa là con sẽ thành một đứa cháu tốt này nọ cái thằng anh nó nói em nó nhỏ thôi người ta đông em la lớn như vậy Chúa đâu có điếc cho mà em la lớn Chúa không điếc cho mà ngồi điếc chú con điếc nhưng mà ngồi điếc nha bà ngoại phải nghe để mua iPad cho nó chứ không phải mua chai số 5 hả ok thôi ta trả lại thời gian cho mày cho mày hả ông cho Tiến Dũng nó trả lại thời gian cho mày hả trả lại thời gian cho Tiến Dũng và ông Phó Quang bây giờ phải Phó Quang được không dạ thế rồi Quang Phó dạ cái gì cũng được anh Phó Quang hay dạ à, trả lại cho ông Phó Quang nha rồi xin chào tạm biệt quý vị dạ rồi hẹn biệt ok hẹn cảm ơn anh Happy New Year anh dạ. Happy New Year nha rồi năm sau gặp lại anh ha hai ngày vừa qua Nam Quang có đi tham dự cái buổi lễ an vị tượng Phật Thích Ca Mâu Ni của thiền viện của sư cô Bích Liên đó, thưa quý vị nó nằm ngay góc của đường Magnolia với lại đường xích một chút xíu qua phía bên kia chút nha quý vị nha chứ không phải ngay góc đường Magnolia với lại đường Westminster đâu nhưng mà trong cái năm quan để show cho quý vị coi mấy tấm hình như trên trời cái đám mây những cái đám mây cũng lạ lắm nha cũng lạ lắm trời nếu như mà quý vị có thấy những cái
theo dõi anh Ngô Tuấn Kiệt của Thiên Long Sơn á, anh hay chụp những cái tấm hình mà ở phía trên Thiên Long Sơn nó có những cái hình mà mây mây bay mà có hình rồng á. Anh Ngô Tuấn Kiệt anh chụp nhiều cái hình có hình rồng đẹp lắm nha, giống giống những con rồng lắm. Thì cái bữa mà đi Hay tham dự vậy. cái buổi lễ an vị của Phật Thích Ca Mâu Ni đó, thì sư cô Bích Liên có sư cô Bích Liên rước cái tượng Phật Thích Ca Mâu Ni từ bên Sri Lanka về. Thì quý vị thấy ở đây đó đó là cái lễ an vị tượng Phật đó. Nếu như mà quý vị muốn ghé thăm thiền viện Đăng Quang, Minh Đăng Quang, đúng rồi, thiền viện Minh Đăng Quang, thì đó quý vị ghé được, quý vị chiêm ngưỡng tượng Phật nha. Ở trên đường Westminster luôn. Trên đường Westminster, ngay cạnh chợ Mỹ Thuận đó quý vị, ngay cạnh chợ Mỹ Thuận. Thì trong cái lúc mà Đăng Quang thắp thắp đèn á, cho có một cái nghi thức là thắp đèn với lại thắp nhang để mà an vị tượng Phật, thì mình thấy mọi người nói ô trên trời có mây mà hình con rồng kìa. Thì Nam Quang lúc mà Nam Quang quay lên lại thì mình có rút cái máy ra mình chụp vội mấy tấm hình đó, thì quý vị thấy nó giống hình rồng lắm. Lúc mà Nam Quang chụp là nó đã bớt rồi nha, nó tan bớt rồi đó, chứ còn lúc mà mình chụp á, lúc mà mình chụp á, à, lúc trước lúc mình chụp á, là người ta nói là có những cái đầu con rồng với lại con rồng, cái thân, cái này là cái thân hình rồng nè. Lúc đó nó có cái đầu nó dính vô Nhìn cái cái đầu chỗ này cổ, nè, à, nó rồi có dính cái cái chân rồi cổ. nè, nó nhìn thấy nó rõ lắm, nó rất là rõ. Bởi vậy mình thấy cũng lạ, mình nói wow, cái này chắc cũng có cái điềm gì đây. Đó, thấy quý vị thấy không? Đó. Mình nói ủa sao có cái điềm gì đây, nó cũng là một trong những cái điềm, chắc điềm lành nếu mà quý vị tin vô trong những cái dấu hiệu và mà lành đó, mà phía trên đó, phía trên Chúa Phật trời gì đó gửi tới cho thành phố Westminster, thì Nam Quang nghĩ wow, cái này cũng là một trong những cái điềm lành. Mà nhất là mình thấy rõ ràng là trong cái thời gian vừa qua là những cái anh em dân cử, mà những người mà có tâm có tầm ở trong thành phố mình, cái khu vực Orange County của mình là đều thắng hết, thì Nam Quang nghĩ cái này cũng là một cái blessing chứ không phải là cái chuyện đương nhiên. Tại vì quý vị thấy ngay cả ở gọi là chính trị dòng chính Hoa Kỳ đó, những cái người ở trong dòng chính của chính trị Hoa Kỳ đó, họ rất là ngạc nhiên, họ nói là không bao giờ có cái chuyện mà nó xảy ra giống như là cái kỳ vừa rồi, là nguyên một một nhóm anh em 8 người đi ra ứng cử đều đậu hết, đều thắng cử hết. Cái này gần như nó không bao giờ nó xảy ra trong lịch sử Bác chính trị tiên của quá Hoa Kỳ. ấy. Thành ra bởi vậy Năm Quang mới nói là đây có thể là những cái dấu hiệu liên tiếp mà mình thấy được là thành phố Westminster với lại cộng đồng của Việt Nam của chúng ta Được chắc blessing chắc trong những cái ngày tháng sắp tới là sẽ thành phố sẽ phồn thịnh, sẽ phát triển, và người dân sẽ được hưởng những cái giá trị của sự phồn thịnh của thành phố thôi. nha. Rồi. Rồi xong phải không? Rồi, để có gì Dũng về Dũng đưa quý vị coi nha, cái con rồng này cái đầu nó gắn với cái cổ nha quý vị. Mình nghe. Rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi một cái buổi nói chuyện quá dài nha. Chúc mừng sinh nhật ông. Rồi. Chúc quý vị cùng gia đình có những ngày Cảm tháng yên ơn ông. vui, Cảm hạnh ơn. phúc và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị. Bye bye. Rồi, Nam Quang xin kính chào quý vị khán giả của hai kênh, kênh Nguyễn Thế Dũng Show và Trust Media Network. Quý vị đừng có quên bấm like, share và subscribe nha quý vị nha. Gặp sau. Bye bye. Để tôi coi là câu